Theo đó, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất phải có lối thoát nạn. Chiều rộng thông thủy của lối ra thoát nạn tối thiểu là 0,8m và chiều cao là 1,9m. Đối với nhà chỉ có một lối ra thoát nạn, phải bố trí lối thoát nạn thứ hai bằng cầu thang ngoài nhà, thang nối giữa các tầng hoặc lối ra khẩn cấp như lối thoát qua ban công, lô gia, lối lên sân thượng hoặc lên mái. Bên cạnh đó, nhà có tầng thượng phải bố trí thông thoáng và có lối lên. Cửa chính để thoát nạn ra ngoài cũng cần phải có bản lề. Đồng thời, các gian phòng tồn trữ hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với lối thoát nạn. Tại khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ với khoảng cách di chuyển xa nhất đến bình chữa cháy không quá 20m. Trước yêu cầu trên của cơ quan chức năng, quý khán giả mua gì ở đâu cần lưu ý thực hiện một cách nghiêm túc để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của bản thân.